Xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video thì dùng xe MSX. Với video hôm nay là bộ xi nhanh trước Spirit L14 hay gọi là xi nhanh mũi tên, đá màu so le nhau khi xi nhanh. Cái hiện tượng để làm cho đá màu so le nhau được khi xi nhanh thì chỉ có xài hàng zin chính hãng của Spirit. Máy đấu được xử lý được cái phần mà đá màu so le nhau khi xi nhanh nha các bạn. Còn xài hàng phay hay còn là hàng thị trường hay hàng chợ á, cái loại rẻ tiền á thì không làm được đá màu so le nhau khi xi nhanh. Và cái điểm để các bạn nhận biết dễ nhất nữa đó là các bạn xem trên đèn. Bây giờ mình tắt khóa các bạn mới thấy được cái điều đó. Đó là các bạn nhìn kỹ trên đèn nè, nó sẽ có dòng chữ Spirit Big ngay ngón tay mình vừa chỉ đây ha. Nè các bạn xem đó, để mình xoay theo cho bạn dễ xem, rồi gõ ha. Đây dòng chữ Spirit Big trên đèn đó, L14, L17, L19 là anh là chạy, L23 cũng vậy, thì nó sẽ một là nó đóng chữ Spirit Big, hai là đóng cái logo của Spirit Big trên đèn đó. Thì những cái điểm đó để các bạn phân biệt được là hàng zin chính hãng với so với hàng phay, hàng thị trường. Thì tất nhiên ngoại hình đèn cũng khác nhau và độ sáng đèn nó cũng khác nhau bạn, tiền nào của đó, chứ không thể nào mà hàng rẻ tiền mà các bạn muốn nó đẹp và nó độ sáng giống như hàng zin chính hãng được. Về cái phần mũi tên này sẽ có 3 màu thì các bạn chọn trắng, xanh dương và đỏ. Còn xi nhan luôn là vàng. Với xe hôm nay, anh chủ xe anh chỉ gắn ngoài trước thôi. Còn bạn muốn gắn luôn cả trước sau mình vẫn làm luôn các bạn được cả trước sau xe anh. Anh là 14 mũi tên này. Rồi mình nói vấn đề đá màu so le nhau khi xi nhan là như thế này. Đây để mình bật xi nhan cho bạn xem. Đó. Mình làm cho tín hiệu xi nhan đá màu so le như thế này cho đẹp hơn là cái đá cái màu của The Mi và cái màu của xi nhan như thế này. Để cái tác dụng mà các bạn bật xi nhan nó rõ ràng hơn. Còn cái chiều mũi tên thì các bạn muốn xoay chiều hướng tới như thế này hoặc là hướng ra sau, nó tùy thích mỗi người thôi. Rồi bên này xi nhan này thì gắn được nhiều dòng xe lắm bạn. Exciter 150, Exciter 135, muốn thì thích gắn thêm cái về sau, rồi Winner X gắn cho ngoài trước, gắn cho ngoài sau cũng được luôn. Và dòng xe Winner V1 thì gắn chế thêm. Thì Winner V1 thì cái xi nhan nó nằm trên cái đèn hậu rồi, gắn chế thêm trên cái về sau. Rồi dòng xe Vigro, những dòng xe mà dòng xe MSX này cũng vậy, xi nhan nó dài, nó nhìn nó không thẩm mỹ. Dòng xe NVX gắn cái xi nhan sau luôn vẫn được. Các bạn ha. Đó, bây giờ mình mở xe le cho bạn xem á. Rồi mình tắt xi nhan đi. Đây mình cho bạn xem gần cảnh cái mũi tên. Đó. Thì hàng zin thì cái ngoại hình đèn nó đẹp hơn và cái độ trong suốt của cái nhựa này là nó cũng trong hơn. Nhìn nó đẹp mắt hơn so với hàng rẻ tiền hay là hàng chợ, hàng thị trường. MSX thì ngoài mẫu này mình cũng có nhiều mẫu rồi. Các bạn có tham khảo trên YouTube ấy, mình có làm mấy mẫu đèn đó. Rồi giờ mình bật xi nhan từ xa. Rồi. Bật xi nhan cho mình. Đây mình cho camera ra từ xa để các bạn mình bật xi nhan cho bạn xem thử. Đó. Ra từ xa nè các bạn. Hồi nãy là góc nhìn gần xe. Rồi xi nhan phía còn lại. Đây là góc nhìn từ phía xa xe. Rồi các bạn ha. Và thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối nha các bạn. Cảm ơn mọi người thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Một nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.